Đây chúng tôi đang có mặt tại cái đường đi lên Bùi Thiên Mộc, tên là Phương Phương. Địa điểm du lịch, một địa điểm khá nổi tiếng ở Huế mà người ta nói đến thì là biết đến Huế rồi, là Bùi Thiên Mộc. Mình ngay ngồi cái đêm thiên mù đó còn có tên gì nữa không? Thiên mù. Dạ đâu đó đây còn có tên linh mù nữa đúng không ạ? Linh mù nè. Dạ. Cái chùa này lên mấy vậy bắp. Tiếng cá. À dạ không. Dạ đó là chùa Bãi Đính. Dạ chùa Bãi Đính. Không, Bãi Đính không nói nhưng mà ở Nha Trang. Ở Nha Trang nó. À ở Nha Trang Giang là chùa Long Sơn, chùa Long Sơn. Nói về Phật giáo Việt Nam ta thì dường như rằng vùng đất nào và vùng đất nào cũng có những ngôi chùa nổi tiếng cả. Đúng không ạ? Còn riêng dạ, riêng cái chùa Thiên Mù này nó sẽ còn một cái giá trị hơn nữa. Nếu như dân nói đây là công trình tôn giáo đầu tiên của người Việt xây dựng ở đất Đàng Trong, quý vị có tin không? Dạ, Đàng Trong là từ đâu được vô hả? Chính xác, từ sông Danh trở vào. À, chúng ta biết rằng là vào cuối thế kỷ 16, đầu thế kỷ 17, đất nước ta đang trong tình trạng gì? Trịnh Nguyễn phân tranh. Thật sự là Trịnh á, ông tổ của Trịnh á là Trịnh Kiểm, mà ông tổ của Nguyễn á là Nguyễn Hoàng. Hai ông này là anh em trong một nhà nha. Dạ, anh em trong một nhà, cột chèo thì là anh rể Nguyễn Kim. Chúng ta biết là khi mà Mạc Đăng Dung cướp ngôi của triều đại nhà Lê, ông lập ra nhà Mạc Nam Triều Bắc Triều, tất cả văn thần võ sĩ của nhà Lê người ta lui về vùng đất Thanh Hóa. Thanh Hóa là canh đôi của khởi nghĩa Lam Sơn thành nhà Lê, người ta lui về đó để mà gây dựng lực lượng để mà mong đánh nhà Mạc. Thì toàn bộ quân đội dưới sự lãnh đạo của ông nào ạ? Ông Nguyễn Kim. Ông Nguyễn Kim thì có hai bộ tướng cực kỳ giỏi. Thứ nhất là Trịnh Kiểm là con rể. Nguyễn Kim có ba người con. Con đầu là Nguyễn U, con nhì là Nguyễn Thị Ngọc Bảo và con út là Nguyễn Hoàng. Thì bộ tướng giỏi thứ nhất là Trịnh Kiểm, là chồng của Nguyễn Thị Ngọc Bảo. Bộ tướng thứ hai là Nguyễn U, là hai người đại giỏi. Cái phong trào là Phù Lê Diệt Mạc đang phát triển, đang thắng lợi. Thì ông Nguyễn Kim đã bị một hàng tướng của nhà Mạc là tướng Dương Chấp Nhất vào đầu độc chết. Bây giờ chết, Trịnh Kiểm cũng mưu mô hơn, muốn thâu tóm quyền hành, muốn thâu tóm tất cả binh lực bằng một cách là sát hại anh vợ mình, diệt Nguyễn U. Nguyễn Hoàng lúc bấy giờ chỉ là một đứa bé nhỏ thôi, sống với cậu, cho nên đã không bị Trịnh Kiểm điểm. Sau khi cướp giành được ngôi, giành được toàn bộ binh lực xong á, cái phong trào Phù Lê Diệt Mạc thắng lợi dưới sự lãnh đạo của Trịnh Kiểm. Khi Trịnh Kiểm đánh đuổi được nhà Mạc, chạy bị biên giới phía Bắc rồi, ông lập ra phủ chúa còn lớn hơn cung vua nữa. Thì lúc bấy giờ ông mới nhìn lại, cái mối họa vẫn còn. Bởi vì ngày xưa diệt cỏ là diệt tận gốc, không cần biết anh em là chỉ sợ Nguyễn Hoàng một ngày đó trả thù. Nhưng mà Nguyễn Hoàng cực kỳ tài giỏi. Nguyễn Hoàng thời gian còn nhỏ tỏ bản mình là một người không có chí hướng gì cả, ăn chơi hưởng lạc, không có tài năng gì cả. Lần lần thì cái mối đe dọa của Nguyễn Hoàng đối với Trịnh Kiểm càng ngày càng yếu đi. Dạ. Và Nguyễn Hoàng và Trịnh Kiểm cùng dưới sự tác động của Nguyễn Thị Ngọc Bảo, bởi vì dù sao cách trách nhiệm của Nguyễn Thị Ngọc Bảo phải bảo vệ cái dòng máu cuối cùng của anh hậu. Và được sự đăng đỡ cuối cùng, Nguyễn Hoàng cũng lập tướng. Lúc bây giờ thì cái tướng, cái tàn quân của nhà Mạc ở phía Bắc, cái đội chiến quân thủy ấy, người ta lui vào phía Nam này, thì ta hoạt động rất nhiều tướng giỏi của nhà Trịnh vào đánh với lặng cái tướng nhà Mạc này đều thua trận cả. Thì Nguyễn Hoàng đã mạnh dạn xin được đi vào trong phía Nam. Trịnh Kiểm cho đi với hai lý do. Thứ nhất, mong Nguyễn Hoàng diệt được cái đám tàn quân này, mà nếu Nguyễn Hoàng diệt không được thì cũng mượn tay cái đám tàn quân này diệt Nguyễn Hoàng. Nguyễn Hoàng vào đã diệt được cái đám tàn quân này, và ông đã nghe thơ lời khuyên của Trạng Thịnh Bình Kim là Hoành Sơn Nhất Đái, Vạn Đại Dương Thân.
có nghĩa là lui vào phía nam giả Hoàng Sơn này đóng thì sẽ được bình vững lâu đời. Ông vào đây thì ông không về nữa, và sau này ông được sự giúp sức của rất nhiều văn thần võ sĩ. Mà đây con đường đi ra nhân sẽ giới thiệu thêm. Dạ, ông đã xây dựng chỗ này và đầu tiên ông đóng đồ Ái Tử là khu vực Quảng Trị, nó cũng chỉ cách Quảng Bình khoảng vài chục cái số. Quân nhà Trịnh vào đánh, hai bên đánh nhau đến ngoài này, kinh đô bị ảnh hưởng. Ông mới tìm một cách, ông lui vào phía nam này, tìm một vùng đất nào đó yên lành hơn để mà đóng đô. Thì vào đây, ông đã nghe những người dân tại khu vực Huế này kể rằng đây là ngọn đồi Hà Khê. Chiều tối, cứ một cái bà tiên bà hiện ra, bà nói rằng là sẽ có một ngày có một vị chân chúa lập chùa để tụ long khí tại đây và đóng đô, thì đế đô sẽ được bình vững buông lời. Lật ngược lại câu chuyện, hơi cách đó hơn 1000 năm, chúng ta biết là chúng ta bị một thời kỳ gần 1000 năm phong kiến bất thuộc, trong đó có nhiều tiết độ sứ, nhiều cái đô hộ sứ của nhà Đường qua xâm lược cai trị này. Có một vị quan thái thú là Cao Biền, ông này rất là tài giỏi, một thầy phong thủy này. Ông này thường xuyên cử diều giấy đi khắp mảnh đất Đại Việt này, thêm giờ nào có long mạch thì ông sẽ yểm trắng long mạch, và Đại Việt mình rất nhiều nơi bị Cao Biền yểm trắng long mạch. Và tại vùng đất này người ta kể rằng trước khi mà hình thành ngôi chùa này thì có một cái dòng suối chảy ra, thỉnh thoảng cái dòng suối nó ra giống như là máu vậy, người ta là máu rồng bị yểm trắng chảy ra. Và Nguyễn Hoàng nhà phép rằng ý trời hợp lòng người, cho nên năm 1601, thời kỳ đó vùng đất này chưa có gì cả, chỉ có người dân cư mà thôi, chứ chưa có một công trình tôn giáo nào cả. Ông đã cho xây dựng ngôi chùa tại vùng này. Nếu đi trực thăng ở bên cao nhìn xuống, cái hình ảnh của ngôi chùa nó giống y chang như một con rùa nó bám lên ngọn đồi Hà Khê này, đầu hướng ra dọc sông Hương này. Vì thế thực tế đây là ngọn đồi Hà Khê. Như vậy ngôi chùa được hình thành năm 1601. Và sau này các vị chúa sau này, bởi vì đều chúa Nguyễn Hoàng xong đến chúng Phúc Chu, ông cho xây dựng những cái công trình như nhà bia xung quanh đây nha. Và đặc biệt là vào thời kỳ vua Thiệu Trị, cái năm mà bà nội của Thiệu Trị, tức là vợ của vua Gia Long, mẹ vua Minh Mạng và bà nội vua Trị 80 tuổi gọi là Cao Hoàng Thái Hậu, bà là một người của Thiệu Trị xuống hay vào ngôi chùa này thắp nhang cũng như cúng ngôi chùa này. Bà có nhà hứng là bà mới được muốn lập một cái am trong chùa này để bà vào bà tu ở trong này. Thì ông đã cho xây dựng cái cung thiên đình, cái nền bây giờ mình thấy này. Đây cung thiên đình, đặc biệt là tháp Phước Viên cao 21 tầng, 21m 7 tầng. Trên này có đặt một bức tượng Phật bằng vàng. Nhưng từ đây mà ra biển có 20 cây số rất yên lặng. Cướp biển thỉnh thoảng hay tràn vào vùng này. Và một lần cướp biển vào đã vào đánh vào ngôi chùa và lên cướp bức tượng bạc đi rồi. Và toàn bộ công trình kiến trúc chùa này nó trải qua nhiều biến cố, đặc biệt trong 1900 năm là năm Giáp Thìn nhé. Một cơn bão cực mạnh đổ vào, dường như chùa bị san phẳng, chỉ còn tháp Phước Viên và một vài công trình bằng bê tông còn lại. Cung Bảo Định bị san phẳng. Sau này đến thời kỳ vua Bảo Đại, vua Khải Định, một vị vua nhiều tai tiếng nhưng mà để lại nhiều công trình giá trị ở Huế này. Ông đã cho khơi dựng xây dựng theo hình thức như giống như bây giờ chúng ta vào những cái gì chúng ta thấy đó, đã được xây dựng lại theo kiểu vua Khải Định. Và còn là cái cung thiên định này, cái cung an định này là chưa được xây dựng lại. Ngôi chùa này bây giờ nó có hai cái tên, chúng ta nhớ thiên mụ là gì. Năm 1601, chúa Nguyễn Hoàng đã gọi chùa này chùa thiên mụ, bởi vì thiên là trời, mụ là gì hả? Bà chính xác. Ở Huế này sẽ có hai cái từ gọi là bà, một là mẹ, bà ru của mình gọi là mẹ, còn bà họ hoặc là một cái bà gọi là danh xưng bất thứ mình gọi là mụ. Như vậy thiên mụ là bà già trời, nhớ về cái câu chuyện một cái bà tiên hiện ra nói rằng có một vị chân chúa sẽ đặt chùa ở đây, gọi thiên mụ nha. Đến thời kỳ vua Tự Đức, chúng ta biết rằng vua Tự Đức là một vị vua rất có hiếu, ông là người đam mê văn chương và sống cực kỳ hiếu nghĩa, nhưng cuộc đời của ông và đất nước lúc bấy giờ có nhiều biến cố. Ông có đến 10 bà vợ nhưng không có con, bởi vì năm 10 tuổi bị bệnh đậu mùa cho nên mất khả năng sinh sản và không có con. Và hơn nữa, ông chỉ làm vua được 10 năm thôi. Lên ngôi năm 1948 đến 1958 là Pháp đánh đổ xuống đầu tiên đánh vào Đà Nẵng. Và từ đó một năm sau chiếm toàn bộ đất nước. Ông nghĩ rằng ông là một vị vua sống có hiếu mà tại sao cái cuộc đời ông chỉ vì đau khổ, dẫn đến là đất nước cũng nhiều những đau khổ lâm ly, hay là cái tên thiên định là động đến lòng trời. Thiên mụ động chạm đến trời, cho nên ông là xin phép
đặt lại tên là Linh Mụ. Kể từ thời kỳ vua Tự Đức, nó có một cái tên là Thiên Mụ. Dạ. Ở trên tên là Linh Mụ, nhưng mà tên Thiên Mụ nó tồn tại hàng trăm năm rồi. Nó đã đi sâu vào tiềm thức người Huế rồi. Cho nên bây giờ hai cái tên là vẫn tồn tại song song là Thiên Mụ hay Linh Mụ. Chúng ta ra Hà Nội chúng ta sẽ có câu là gió đưa cành trúc la đà tiếng chuông dạ Thiên Mụ kính không trắng đúng rồi trắng vũ là cái vỏ canh gà thọ xương. Ở đây cũng có một câu y chang vậy, gió đưa cành trúc la đà tiếng chuông Thiên Mụ canh gà thọ cương, làng đúc đồng thọ cương ở đối diện bên kia, canh gà thọ cương nha, làng đúc đồng thọ cương chứ không phải thọ xương đâu. Dạ thọ cương, dạ thọ cương. Đây và khi quý thực chúng ta nhân nó thay vì câu chuyện bên trong biển để mình không có gì hết, chúng ta vào câu chuyện tham quan. Đây được xem là tổ đình Phật giáo của cả miền Trung này nha. Một cái ngôi chùa có thể chúng ta vào nhiều ngôi chùa tham quan rồi, nhưng mà bước vào chính điện thì nó không yên nghiêm. Còn ngôi chùa này lạc lắm, trong chính điện hoàn toàn đơn sơ, không có là nguy nga cả, nhưng mà chỉ cần thả giày ra lấy mũ nón bước vào chính điện, nó không phải là bước bối trong những bốn bước tiền, nó hoàn toàn khác, nhưng không khí oai nghiêm, tự nhiên con người mình tĩnh lặng hoàn toàn. Viếng chùa xong mình nên bước ra rẽ tay phải bên kia đi tới đi nè, sẽ có một chiếc xe cổ, ở trên đó có một bức hình một vị hòa thượng kiết già, lửa cháy xung quanh, và đặc biệt có một cái hình ảnh một cái quả tim là đọc tiên Bất Diệt. Thì đấy chính là tất cả những di vật liên quan đến Bồ Tát Thích Quảng Đức, chúng ta gọi là hòa thượng Thích Quảng Đức, nhưng bây giờ chúng ta về Phật giáo Việt Nam gọi là Bồ Tát Thích Quảng Đức rồi. Và cách đây mấy ngày 24 vừa rồi đây là đã an trí cái xá lợi tim này trên tháp cao nhất của Việt Nam Quốc Tự, tại ngay chỗ đường Nguyễn Tri Phương và Phan Hoài Sài Gòn mình. Dạ. Tại sao lại có xá lợi tim? Chúng ta biết rằng là vào thời đại kỷ thời điểm năm 1963, lúc bây giờ miền Nam Việt Nam ta đang dưới chế độ Ngô Đình Diệm, mà họ Ngô vốn có nguồn gốc từ Quảng Bình và Huế này là những người theo Công giáo. Nó thật sự là đến bây giờ giữa Công giáo và Phật giáo vẫn có một khoảng cách, đúng không ạ? Vẫn có một khoảng cách. Và hơn nữa, ngày xưa những chiến sĩ giải phóng của chúng ta cũng hay hoạt động bí mật bên trong những ngôi chùa, cho nên dưới cặp mắt của những quyền Ngô Đình thì Phật giáo không được coi trọng, đôi lúc họ bị bức bối. Đỉnh điểm năm 1963 thì ngày lễ Phật Lãng, chính quyền Ngô Đình Diệm đã cấm hoàn toàn Phật tử không được theo cửa Phật, bởi vì trước đó một năm các ông bà ra Huế này thì thấy toàn là cửa Phật, toàn Huế toàn bộ là cửa Phật, ông bà không muốn chơi, năm sau cấm. Thì dẫn đến Phật tử đấu tranh biểu tình nhiều, mà biểu tình nhiều là không phải tội hiệp, mà chính quyền Ngô Đình Diệm đã cho đặt máu đổ nhiều. Dạ. Rất nhiều những người biểu tình đã ngã xuống, và hòa thượng Thích Quảng Đức đã rất hiến thân mình. Ông sống ở Sài Gòn một thời kỳ là ông tu học ở đây có, nhưng một số bạn hướng dẫn sẽ nói là đã chạy xe từ đây vào thì không có. Ông sống ở chùa Thiền Quang, tu chùa Thiền Quang Sài Gòn. Ông đã đi ra ngay chỗ ngã tư Cách Mạng Tháng Tám và Nguyễn Đình Chiểu, bây giờ có tượng ở đó. Ông đã tự thiêu ở đó để phản đối. Khi tự thiêu xong ngã xuống thì nhục thân đưa vào trong lò thiêu, nhiệt độ 3,000-4,000 độ, toàn bộ nhục thân cháy hết, chỉ còn duy nhất quả tim không cháy, người ta gọi đó là xá lợi tim. Đây là cái chùa. Chưa chưa? Chưa rồi. Vô gì nhiều. Mình có một cái vi khắc bài thơ Thiên Mụ, trung thanh tiếng chuông Thiên Mụ của hoàng đế Triệu Kỳ năm 1841 tại 1847 đến năm 1846. Cái bia này đây, bia này mặt này chúng ta chụp này. Đây là tiếng chuông. Thank you.
310 năm rồi đấy. 310 năm rồi. Đấy. Nặng 1980 gần 2000 kg. Bước 1710. Khi khắc bài sơ thiên mụ, phước duyên bảo tháp, lâm hạnh bảo thanh, lật tính chơi. Bên này nữa là một cái bia tiếp theo. Bia khắc bài thơ ngự kiến thiên mụ tượng của chúa Nguyễn Phúc Chu, nói về việc tôn giáo tạo mù tạo chùa thiên mụ năm 715. Tấm bia rất nhiều chữ nha. Rồi này một cái tấm bia tiếp theo. Chúng ta sẽ vô một khu này, khu này gọi là chùa. Hai bên là có những tượng thần canh nhị cửa. Các bạn thấy đẹp chưa? Bên đây là có một cái khu vực tham quan tiếp theo, một cái xe cổ. Ở khu vực này có một cái hoàn bộ rất đẹp. Di vật vào ngày 63 thì họ tổ chức đón đức dùng chiếc xe này đi chùa, từ chùa Văn đến ngã tư Phan cho cùng Sài Gòn để mà tự thiêu. Đây là cái xe cổ, đây là cái xe đấy các bạn. Đây là hòa thượng Thích Thiện Quang và Thích Tha kêu gọi đại đức tăng ni và Phật tử nên đoàn kết nhất trí hy sinh để bảo tồn Phật pháp. Tiếp theo là có những cái chùa đó bên này. Rất là xa nhé các bạn. Đây là một ngôi chùa. Từ tính ra vào ngoài thì là cái ngôi chùa này tại không có người ở, rất là mấy sư tu hành ở đây. Phòng sai gì mà rất cổ kính và khá là đẹp. Các bạn thấy là trên này có những cái con rồng này, ở đây có màu vàng, màu trắng, màu xám, ba đối tượng này. Dưới đây là cánh cửa màu nâu, khá là đẹp. Đây là những kiến trúc cũ, rất là cũ rồi. À, các bạn thấy giờ nó cũ hết rồi. Cấp sơn hết rồi.
khu vực này thì có một cái cổng đi ra, chắc là ra khỏi chùa. Đằng trước chúng ta cái bảo tháp. Mình không hiểu, nhưng mà tất nhiên màu ba tượng này rất là chữ, một rất là người. Ở đây có cái chùa nhỏ hơn hai bên cổng. Bên này cũng tương tự, là có ba vị thần này, hai bên này có đều có vị thần cửa. Đây là những tới nơi. Hiện tại thì nếu mà cái cửa này nó sẽ mở vào những ngày Phật đản hoặc là những ngày quan trọng thì cái cửa này nó sẽ mở. Như này các bạn thấy đây là dòng sông Hương. Rất đẹp đấy các bạn. Tôi đã đứng xa cái chùa Thiên Mụ này. Ông Sáu tôi là chùa Thiên Mụ nha các bạn. Và ở dưới này là dòng sông Hương. Kiến trúc rất là khá cổ. Năm 601, 600 gì đó thì đã xây dựng cái chùa này. Và sau một lần trùng tu thì mới có một cái chùa như thế này. Và ở đây là xanh vàng hết rồi, cái chỗ này bị xanh vàng hết rồi. Thì các bạn, nếu các bạn nhìn ở trên máy bay bay cao xuống thì các bạn sẽ thấy là những cái nguồn có chùa, và nó hai bên này hai cái chân. Rồi xuống mua đồ.